trong bài hôm nay mình sẽ nói về một chủ đề tổng hợp trong guitar đàn hát, đó là hợp âm. Thì với các bạn mới tập guitar thì thường sẽ gặp khó khăn trong việc bấm hợp âm cũng như là mất nhiều thời gian để tập các hợp âm mới. Thì qua bài này mình sẽ chia sẻ một số kinh nghiệm của mình trong quá trình tập cũng như cách mà chúng ta ghi nhớ các hợp âm một cách có hệ thống để khi đàn chúng ta sẽ xử lý các hợp âm nó tối ưu hơn, nhanh hơn và đặc biệt là tiết kiệm được thời gian để mà dành để chúng ta tìm hiểu những kiến thức nâng cao. Thì đầu tiên mình sẽ nói về cách chuyển hợp âm sao cho nhanh và rõ. Thì khi tập á, các bạn tập thói quen là chúng ta sẽ bấm các dây mà chúng ta đánh trước rồi sau đó chúng ta mới xếp các ngón còn lại vào các vị trí còn lại ha. Mình lấy ví dụ như mình đang bấm hợp âm đôi thứ, mình chuyển lên son trưởng, các bạn sẽ thấy là mình đánh cái bass dây sáu trước đúng không, thì cái ngón tay á, mình sẽ xếp vô cái dây sáu trước, các dây còn lại mình mới xếp sau. Và có một cái đó là một số bạn hỏi mình á, là tại sao cái dây mà mình không đánh mà chúng ta vẫn bấm, đó là để khi chúng ta qua chuyển qua chúng ta quẹt trả, chúng ta quẹt một lần 6 dây thì chúng ta mới nhanh được ha. Còn nếu mà các bạn không bấm thì sao, này các bạn quen với cái thói quen đó rồi chúng ta không có bấm vào nghe nó không có đúng cái thế bấm của hợp âm đó, thì khi mà các bạn tỉa thì các bạn tập là bấm vô cái dây mà chúng ta đánh trước rồi xếp các dây còn lại vô sau, và đồng thời là cái dây mà không đánh thì chúng ta vẫn phải bấm cho nó đúng với thế bấm của hợp âm ha. Các bạn mình lấy một cái ví dụ khác này, ví dụ hợp âm pha trưởng nè, cái hợp âm này nhiều bạn khó bấm này đúng không, thì bạn cứ cố gắng bấm nè, bởi vì trước sau thì các bạn cũng phải bấm những cái hợp âm cơ bản này. Thì bạn nên khi mà lúc đầu các bạn tập cái hợp âm này, nhưng mà sau này á các bạn có thời gian rảnh các bạn nên tập thêm cái hợp âm này ha. Thì khi các bạn sẽ thấy khi mà mình bấm cũng vậy nè, ví dụ mình đang bấm hợp âm son trưởng đúng không, hoặc mình chuyển qua pha trưởng thì các bạn sẽ thấy là cái ngón tay mình sẽ xếp vào những cái dây mình đánh trước nè, như mình đang đánh nè, các bạn thấy không, cái này là thói quen của mình đúng không, khi mà bấm vô cái thì có phải là bass rồi ba thì mình sẽ bấm cái dây này trước để mình xuống bass, rồi đến dây số 3 thì mình sẽ bấm cái ngón này vô trước rồi hai ngón này mình mới xếp vô sau. Các bạn thấy mình đánh lại nè, các bạn thấy không? hai ngón này tự nhiên mình xếp theo thứ tự luôn, nó thành thói quen rồi, rồi mình mới để này vô ha. Sau khi mình chuyển hợp âm nó cũng như vậy rồi, các bạn đưa vô cái là hai này vô trước rồi mới đến hai này, và vừa hai này vô cái là nó xuống luôn đó. Thì khi mà tập thì các bạn tập chậm thôi, nhưng mà cái đó là cái cách tập của mình chia sẻ lại. Thì mình thấy cái này có nhiều bạn hỏi nên là mình đưa vô luôn cái chủ đề hôm nay đó. Rồi khi mà các bạn tập bị rè ha thì các bạn nên chậm lại, các bạn bấm cái hợp âm, các bạn kiểm tra xem là cái dây nào bị rè. Ví dụ mình đang bấm như thế này đúng không, mà các bạn nói là các bạn bấm âm thanh nó bị rè, thì các bạn kiểm tra từng dây, cái thế bấm nó gồm những dây nào thì các bạn bấm vô. Nếu mà cái nào bị rè các bạn bấm thì các bạn sẽ biết là ví dụ mình đang đánh cái dây số 2 nè, nó bị rè nè, thì các bạn biết là cái dây đó mình bấm chưa đủ lực, thì ráng các bạn đưa lực vô thì bấm nó ra lực, rồi bạn mới xếp các ngón còn lại vào ha. Ví dụ đây trên đây nè, thì thường các bạn hay bị tịch ngay đây nè, ngay đây nè, dây số 2 rồi, thì bạn ráng thêm lực cái ngón trỏ vào, rồi bạn dùng thêm lực, các bạn tập nhiều lần ha, một lần được thì tập nhiều lần thì nó sẽ quen ha. Cứ cái chỗ nào bị rè thì các bạn đánh coi thử là cái tay mình đã đủ lực chưa, thì các bạn sẽ biết là do đàn hoặc là do tay ha. Rồi qua phần thứ hai đó là chúng ta sẽ giới hạn tập các hợp âm cơ bản nhưng vẫn đủ để chơi ở tất cả các tông với sự hỗ trợ của capo ha. Thì chúng ta có đến 12 tông nhưng mà mỗi tông có đến 7 hợp âm thì nó rất là nhiều, và đối với những bạn mà tay yếu á, nhất là các bạn nữ á, thì bấm cái hợp âm ngang cao thì nó sẽ rất là khó và nó cũng không hay. Vì thế mà đối với những bạn nào mà chỉ định hướng theo con đường đề mát thôi nha, thì mình nghĩ là nên ứng dụng cái capo, và chúng ta chỉ cần nắm vững các hợp âm cơ bản ở 3 tông phổ biến, đó là tông của trưởng la thứ, tông pha trưởng la thứ và tông son trưởng mi thứ. Thì với 3 tông này chúng ta có cái hợp âm mở đầu bằng đàn nó rất là dễ bấm, và khi tập với intro hay là các phần chuyển động á, thì chúng ta sắp xếp các thế tay á, chúng ta xử lý nó cũng dễ hơn hả. Thì với các tông còn lại thì chúng ta cứ lấy cái capo chúng ta xê dịch lên theo các ngăn tướng là nó sẽ được ha. Thì mình lấy ví dụ như là nếu mà chúng ta bấm cái hợp âm mà thường bấm ha, hay là la thứ nè đúng không, cái tông đồ chuẩn la thứ á, hay thì nếu mà bài đó mà chơi ở si thứ thì chúng ta sẽ gắn capo lên ngăn hai ha. Thì la qua si đó là một cung, nó sẽ cứng hai ngăn,
mà nửa cung nó sẽ tưởng một ngăn đó, thì chúng ta sẽ giữ ở 33 thứ nhưng mà chúng ta chơi ở si thứ đó. Còn nếu mà si giảm thì chúng ta xuống đây lên một ngăn thôi. Còn nếu mà đô thì chúng ta la lên đô thì có là một cung rưỡi đúng không, tưởng 3 ngăn 1 2 3 này, nên là đáp vô đó. Lên đô thăng hoặc lên rê thì tùy theo cái trường hợp, nếu mà các bạn xem cái hướng dẫn trên mạng á, người ta hướng dẫn anh chô như thế này thì các bạn bắt theo, còn không thì chúng ta nên ưu tiên chúng ta bấm đầu cần đàn ha. Thì ở đầu cần đàn lúc nào nó cũng hay hơn, cái dây bát nghĩ hay hơn đó. Thì đây là tông rê thứ, đây là đồ thăng đúng không, đồ thăng là đang ở ngăn 4 nè, nếu mà cấp bô lên là nó sẽ là ngăn 5 đó. Thì mình khuyến khích là các bạn đừng nên cấp bô quá ngăn 5 nha, thì nó quá ngăn 5 thứ nhất nó không có tốt cho đàn, thứ hai là bấm nó rất đau, thứ ba là dây nó dễ bị đứt nữa đó. Thì đến cái tông rê thứ đúng không, thì chúng ta đánh bình thường là rê thứ, còn nếu mà rê thăng thì chúng ta cắt bô lên ngăn một đó, còn nếu mà lên mi thì chúng ta lại tháo ra, chúng ta đánh ở mi thứ này nè đó. Chúng ta bấm cái hộp băm ở mi thứ, rồi sau đó nếu mà tông pha thứ thì chúng ta lại cắt lên mi qua pha nửa cung thì tương ứng một một ngăn đúng không, chúng ta cắt lên, chúng ta bấm ở đây là mi thứ, nhưng mà thực chất chúng ta đang đánh pha thứ ha. Còn nếu mà pha thăng thứ thì chúng ta cắt lên hai ngăn ha đó. Rồi cứ như vậy thôi, lên đây là son thứ, rồi lên đây quay lại la thứ thì chúng ta có thể tháo ra, chúng ta bấm quay lại la thứ đó. Thì cái đó là cái cách mà chúng ta xử lý ha. Chúng ta ứng dụng cái cắt bô. Thì cái hợp âm trong ba tông này thì các bạn có thể dễ dàng tìm trên mạng, thì sẵn đây mình nói luôn, cùng với đó thì mình sẽ nói thêm cái cách bấm nhanh của cái hợp âm hấp điêu hay còn gọi là thứ bảy giám năm á. Thì trong cái bài hát gần đây rất hay sử dụng cái hợp âm bậc bảy đó. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nói về bảy hợp âm của tông đô trưởng la thứ ha. Thì này cơ bản nhiều bạn biết rồi. Thì chúng ta sẽ có cái hợp âm này, la thứ này đúng không, một ngón ở đây và hai ngón ở đây đó. Rồi âm rê thứ này, một ngón ở đây, hai ngón ở đây à. Thì khó nhìn thì các bạn có thể nhìn vào cái cách bấm trên màn hình, mình ghi chú rõ cho nó. Rồi ba là mi thứ này ha, hai ngón hoặc là mi bảy đó. Rồi trưởng thì chúng ta sẽ có đô trưởng này. Thì các hợp âm của trong ba tông này nó chỉ lòng vòng lại những hợp âm này thôi, rồi nó sẽ xuất hiện thêm một số hợp âm mới thôi, nó rất ít. Thì đô trưởng này ha, rồi pha trưởng này ha, ngón này nè, hai ngón này, pha trưởng này, rồi son trưởng này đó. Thì đó là sáu hợp âm. Rồi hợp âm bậc bảy đó là hợp âm si thứ bảy giám năm, thì chúng ta sẽ bấm như thế này, một ngón vào đây, một ngón vào đây. Cái này mình cũng nhiều nói nhiều ở các bài trước rồi ha. Ngón này, ngón này, ba bốn ngón xen kẽ nha. Đây nè, ngón ở đây, ngón ở đây, ngón ở đây, ngón ở đây. Đánh từ dây 5 cho đến dây số 2, không có đánh dây 1 ha. Đó. Rồi, thì đó là bảy hợp âm của tông đô trưởng là thứ. Rồi qua bảy hợp âm của tông pha trưởng là thứ thì chúng ta sẽ có hợp âm là thứ nè. Đó, lặp lại hợp âm nè, là thứ nè. Rồi, son thứ là hợp âm mới nè. À. Chặn hết 6 dây và hai ngón ở đây. Son thứ nè. Rồi la thứ nè, đó, mình chỉ vòng lòng vòng đó thôi, hoặc là la bảy nè. Thì la bảy là âm mới này, mình phải bấm như thế này à. À. Rồi pha trưởng nè, si giảm trưởng nè, chặn hết 6 dây này và ba ngón vào dây này đó. Rồi đô trưởng nè đó. Thì trong tông pha trưởng rê thứ thì chúng ta sẽ có âm mọc bảy đó là mi thứ bảy giám năm, đó là bấm như thế này, một ngón vào đây và ba ngón vào đây ha. À. Đánh từ dây 4 đó. Rồi tiếp tục bảy hợp âm của tông mi tứ son trưởng, đó là chúng ta có mi tứ nè, nó chỉ lòng vòng hợp âm đó thôi. Rồi mi pha son la đúng không, la thứ nè. Rồi si thứ nè, bấm như thế này à. Nó như la thứ vậy nhưng mà chúng ta chặn cái này vào đó, si thứ hoặc si bảy ha. Si bảy thì chúng ta bấm 6 dây nè, ngón này, ngón này đó. Rồi, hoặc đó là cách bấm thứ nhất, hoặc là cách bấm thứ hai cũng sử dụng rất là nhiều nhưng mà nó khó bấm hơn. Ngón vào đây, ngón vào đây, ngón vào đây và ngón vào đây đó, đánh từ gì nè đó. Rồi trưởng thì chúng ta sẽ đó là son trưởng này đúng không. Rồi đồ trưởng này, đó nó chỉ lòng vòng lại bấm đó thôi. Rồi để trưởng này, để trưởng thì bấm như thế này đó. Thì trong tông son trưởng mi thứ thì chúng ta sẽ có ba mặt bảy hấp điêm, đó là pha thăng thứ bảy giám năm này, thì như là cái mi thứ bảy giám năm vậy đó. Bấm như thế này đúng không, bạn kéo lên hai ngăn ha. Thì ngón vào đây và bàn ngón vào đây
Đó. Đó, thì đó là 7 hợp âm của tông son chữ mi thứ. Rồi qua phần thứ ba, đó là cách bấm cái hợp âm chặn của chưởng nè, thứ nè, hợp âm 7 nè, thứ 7 nè, mày thứ 7 nè ha. Các bạn chỉ cần nhớ hai mẫu bấm với cái nút gốc ở dây số 6 và dây số 5 thôi, thì cái hợp âm chặn còn lại chúng ta sẽ sử dịch lên là nó sẽ ra hết ha. Thì đầu tiên mình sẽ nói về cái hợp âm chặn với nút gốc ở dây số 6, đó là phà chưởng này ha. Thì chúng ta sẽ bấm như thế này, một ngón vô đây và hai ngón vào đây ha. Đó, thì đây là phà chưởng. Thì đối với phà thứ thì bạn chỉ cần bỏ ngón giữa ra, thì đây là phà thứ. Còn nếu mà các bạn bỏ ngón út ra thì đây là phà thứ 7 ha. Còn nếu bạn thêm lại ngón giữa vào vị trí đầu tiên thì đó là phà 7. Còn đối với phà major 7 thì các bạn sẽ bỏ ra hết và các bạn sẽ bấm vào hai cái vị trí đây nè, hai vị trí dây số 4 và dây số 3 ha. Nhưng mà riêng đối với major 7 thì chúng ta sẽ không đánh dây số 5 và dây số 1 ha. Chúng ta chỉ đánh dây 6 rồi 4 3 2 ha. Đó. Thì đối với cái hợp âm khác thì chúng ta cứ sơ dịch lên. Đây là pha chưởng đúng không? Sơ dịch lên. Son chưởng nè. Thả ngón này là son thứ nè. Thả ngón nữa là son thứ 7 nè. Thêm ngón giữa vào son 7 ha. Rồi son major 7 thì chúng ta cũng bấm như vậy ha. Chúng ta không đánh dây số 5. Là chúng ta cứ kéo lên thôi ha. Thì đến cây ngăn 5 ha, thì chúng ta gặp là la chưởng. Thì như mình đã nói là ưu tiên mình sẽ đến ngăn 5 là mình giật ha. Rồi qua mẫu thứ hai, đó là nốt rút ở dây số 5. Thì ở đây là la nè. Thì lên si thì chúng ta sẽ sử dụng cái mẫu bấm với cái nốt gốc ở dây số 5. Đây là nốt si nè. Thì chúng ta sẽ nhớ cái mẫu này ha. Cái mẫu bấm như thế này, chặn ở 6 dây, rồi ba ngón vào cái này ha. Đây là mẫu bấm thứ hai các bạn cần phải nhớ. Thì ở trên đây là một mẫu các bạn cần nhớ rồi, các bạn chỉ cần thả và thay đổi cái ngón thôi thì nó sẽ ra cái hợp âm khác. Rồi dưới đây thì chúng ta sẽ bấm như thế này. Đây nè, đây là si chưởng nè. Nếu mà các bạn qua si thứ thì bạn để ý nè, chúng ta sẽ bấm giữ nguyên hai cái vị trí này, nhưng mà chúng ta cái dây này chúng ta lùi lại thì chúng ta sẽ bấm như thế này ha. Này các bạn nhìn nè, một ngón vào đây, ngón vào đây, ngón vào đây. Đó. Đây là si thứ, đây là si chưởng nè, rồi si thứ nè. Rồi C7 thì chúng ta sẽ quay lại cái thằng cũ là C trưởng, là chúng ta thả cái dây số 3 ra à, chúng ta bấm cái này đó. Thì đó là C7. Còn C thứ 7 thì chúng ta thả ngón út ra, chúng ta thêm ngón giữa vào à. Thì đây là C thứ 7 đó. Còn đối với C major 7 thì chúng ta vị trí cũ đúng không, đây là C trưởng này, thì chúng ta bấm một ngón vào đây, một ngón vào đây và một ngón vào đây đó. Thì đây là C major 7 đó. Thì từ cái thế bấm, một cái thế bấm này thôi, thì các bạn cứ sơ dịch lên Do major 7 này, Re major 7 này đó. Từ trên B thì chúng ta lên đầu quần đàn đúng không, không có đánh gì 5 và gì 1 đó. Thì này đó thì như là đang bấm cái này nè, rồi quay lại pha này đó, rồi lên pha chữ này đó. Thì đó là các bạn chỉ cần nhớ hai mẫu bấm thôi thì chúng ta sẽ nhớ được tất cả là hợp chưởng, cái hợp chặn của chưởng này, thứ này, rồi 7 này, thứ 7 này, rồi mây giờ 7 hả. Rồi thì đó là một số chia sẻ của mình ở bài hôm nay. Thì trong bài tiếp theo mình sẽ nói tiếp các thế bấm ở ngăn cao nhưng mà chúng ta sẽ ứng dụng cho các hướng đi khác về độc thấu hoặc solo lead ha. Thì trong bài này mình sẽ kết thúc video tại đây. Nếu mà các bạn có thắc mắc hay góp ý gì, các bạn cứ để lại bình luận bên dưới, mình sẽ cố gắng phản hồi trong khả năng của mình và trong thời gian sớm nhất. Thì cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chào các bạn.